Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phạm Danny Vinox. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về tất cả các mệnh giá về tiền tệ hiện tại Singapore đang lưu hành. Thì như đầu video mọi người đã nhìn thấy, thì tất cả các mệnh giá của tiền tệ của Singapore thì từ nhỏ đến lớn mình đã quay trong một vòng cho mọi người xem rồi. Như từ đầu video mọi người cũng đã nhìn thấy, từ 100 đô cho tới 5 sen thì mình đã quay một vòng cho mọi người xem. Và bây giờ thì mình sẽ đi chi tiết về từng loại mệnh giá tiền, và mình sẽ giải thích từng loại một để mình sẽ để cho mọi người biết là cái tờ tiền nó giá trị như thế nào và sẽ tiêu dùng được vào những cái việc gì. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái mệnh giá tờ 100 đô của Singapore. Đây là tờ 100 đô. Quay vào điện thoại thì nó hơi bị ngược cái số một tí. Đây là tờ 100 đô ạ. Với cái tờ 100 đô của Singapore này thì hiện tại bây giờ đang với cái mệnh giá của Singapore hiện tại đang là 100 đô là 1 triệu gần 1 triệu 7. Thì với một cái tờ này, nếu mà một bạn mà ăn uống chi tiêu mà tiết kiệm thì sẽ ăn uống được một tuần. Mình sẽ ăn uống được một tuần. Tại vì ở bên Singapore thì mọi người không được phép nấu ăn, nên là thường thường các bạn sẽ phải ăn cửa cơm ở các cửa tiệm cơm, các nhà hàng, các cái quán cơm ấy. Thì là 100 đô này các bạn, nếu mà các bạn nào ăn chi tiết kiệm thì sẽ ăn được một tuần với cái mức giá là 100 đô là 1 triệu 7. Và bây giờ thì mình sẽ đi sang đây, mình sẽ cho mọi người xem lại một cái mệnh giá 100 đô. Nó cũng có hai mặt như là các loại đồng tiền khác. Mặt bên này mọi người đang nhìn thì là mặt là cái người lãnh đạo đầu tiên của Singapore, và mặt bên này thì đang là cái mặt những cái ngành công nghiệp phát triển chủ yếu của Singapore. Mình sẽ cho mọi người xem tiếp cái tờ tiền thứ hai, đó là tờ tiền 50 đô. Thì quay ở điện thoại hơi bị ngược hình một chút. Tờ tiền 50 đô này thì với 50 đô này thì bây giờ hiện tại đang là trị giá là khoảng 850.000 tiền Việt Nam. 850.000 tiền Việt Nam. Và nếu mà một cái tờ 50 đô này thì như mình vừa chia sẻ, cái tờ 100 đô thì các bạn có thể ăn được một tuần, nhưng cái tờ 50 đô này thì các bạn có thể ăn được khoảng 3 đến 4 ngày thôi. Tại vì bên Singapore thì ăn uống nó rất là đắt đỏ một tí. Mình ăn cơm ở các quán, các tiệm cơm ấy thì bình thường thì sẽ khoảng là 5 đô cho đến 6 đô một bữa. Và nếu mà một ngày các bạn tiết kiệm lắm thì các bạn sẽ ăn mất khoảng là 11 đô. Đấy là các bạn tiết kiệm ấy. 50 đô tương đương với 850.000 tiền Việt Nam mình. Hy vọng các bạn có thể nhìn rõ, tại vì quay bằng điện thoại nó bị hơi bị ngược cái màn hình một tí. Nếu mà 50 đô này các bạn vào những cái nhà hàng ăn nhanh fast food, như là những cái nhà hàng KFC hoặc là những cái nhà hàng McDonald's hoặc là những cái hàng Burger King, thì các bạn chỉ ăn được khoảng 2 lần. Tại vì Burger King ở bên này cũng khá đắt. Burger King và cái KFC cũng hơi đắt. Thì các bạn sẽ ăn được khoảng 2 lần. Nếu mà ăn khoảng tầm 10 đô một suất thì các bạn sẽ ăn khoảng 3 lần. Tại vì nếu mà vào những cái nhà hàng như vậy thì các bạn sẽ phải trả thêm cái mức chi phí gọi là phí dịch vụ của họ, chứ không riêng gì một cái suất ăn đấy. Sau một cái suất ăn thì người ta sẽ tính thêm cả cái chi phí dịch vụ của các bạn. Trừ những cái tiệm cơm bình dân thì mình không phải trả chi phí dịch vụ. Ok, và cái tờ tiền thứ ba mình sẽ giới thiệu cho các mọi người biết là cái tờ tiền 10 đô của Singapore. 10 đô và 100 đô thì cái màu nó hơi bị giống nhau một chút, nó chỉ khác nhau về một số không. Đây, nó hơi giống nhau một tí thôi. Nó hơi giống một tí chứ không phải giống 100%. Cái tờ tiền 10 đô này gần giống như là cái tờ tiền 10 ringgit của Malaysia. Với 10 đô này thì bây giờ là 170.000 tiền Việt Nam mình. 170.000 tiền Việt Nam mình. Thì như vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn, nếu mà các bạn nào ăn tiết kiệm thì 10 đô này các bạn sẽ có thể ăn được một ngày. Tiết kiệm lắm ấy thì mới được một ngày thôi. Còn ví dụ những bạn nào mà hút thuốc lá, hoặc những bạn nào mà hay có cái sở thích như là giải trí bằng những cái hình thức như là uống rượu, uống bia ấy, thì các bạn sẽ không đủ. 10 đô này thậm chí các bạn còn không đủ được một cốc bia nữa. Ok, vậy thì mình sẽ đi tiếp theo cái tờ 5 đô. Tờ 5 đô thì đây, nó có màu xanh lá cây. Quay bằng điện thoại đấy, có bị ngược hình một tí. Tờ 5 đô thì tính ra tiền Việt Nam thì sẽ bằng 85.000 tiền Việt Nam. Đây, nếu mà các bạn ăn cơm thì các bạn 5 đô này các bạn ăn được một bữa cơm. Đấy là các bạn phải tiết kiệm lắm đấy nha. Chỉ có cơm chứ không có nước. Nếu mà thêm vào nước này các bạn sẽ phải mất 6 đô rưỡi cho đến 7 đô. Tờ 5 đô mình thấy khá đẹp. Cái tờ 5 đô và cái tờ 10 đô này thì nó gần giống như cái mệnh giá tiền tệ của Malaysia. Tại vì cái tờ 5 đô của Malaysia nó cũng màu này, và tờ 10 đô của tờ 10 ringgit của Malaysia nó cũng màu này, nên nó hơi giống nhau một tí. Mặc dù là cái mệnh giá của đồng tiền của Singapore nó cao hơn, nhưng mà
Thường thường cái chi phí ăn ở và chi phí đi lại của mọi người nó cao hơn rất nhiều các nước khác. Bây giờ sẽ tới cái tờ tiền 2 đô. Tờ tiền 2 đô rất nhỏ nhỏ xinh xinh. À, và mình quên nói với mọi người rằng là cái tất cả các mệnh giá tiền của Singapore này ấy, thì đều là bằng polymer hết, chứ không có tiền giấy. Singapore người ta không lưu hành tiền giấy cách đây khoảng mười mấy năm rồi, mười mấy 20 năm rồi ấy. Tất cả các tờ tiền này đều là tờ tiền của polymer hết, chứ không phải là mệnh giá bằng tiền giấy như ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình bây giờ hình như là cũng 10.000, bây giờ mình chỉ có tờ 5.000 trở xuống ở Việt Nam mình sẽ bằng tiền giấy, không bây giờ là 10.000 trở lên là sẽ bằng polymer hết rồi. Nhưng người Singapore người ta đã đổi sang polymer sử dụng khoảng cách đây khoảng gần 20 năm rồi. Đây là tờ tiền 2 đô. Với cái tờ tiền 2 đô này thì mình không có thuốc mà mình không ít uống rượu bia nên là mình cũng không hiểu là có thể mua được một một điếu thuốc hay không, nhưng mà chắc chắn là nếu các bạn uống nước giải khát thì các bạn sẽ mua được một cốc sinh tố cam tươi với tờ 2 đô này. Còn nếu mà ăn cơm thì nếu mà các bạn ăn cơm thì các bạn chỉ ăn được những cái suất cơm, tức là chỉ có cơm không thôi, cơm không với lại một ít rau thôi ạ, với 2 đô này. Tờ 2 đô rất nhỏ nhỏ xinh xinh, nhỏ hơn gấp gấp mấy lần cả cái tờ 10 đô này này. Tờ 10 đô to bự luôn đấy. Ok tờ 2 đô thì sẽ là với cái mệnh giá tờ 2 đô thì bây giờ 34.000, 17.000, mà bây giờ 17.000 một đô là 34.000 tiền Việt Nam mình. Bây giờ mình sẽ đi tiếp. Ồ, cái đồng tiền, cái đồng 1 đô này là cái tiền xu, rất chi là khó nhìn các bạn ạ. Nó có một cái màu vàng giống như là mạ vàng, mạ đồng thì đúng hơn chứ không phải mạ vàng. 1 đô, 1 đô này thì các bạn có thể với tương đương với mệnh giá là 17.000. 1 đô này các bạn có thể sử dụng vào cái việc rót những cái cốc nước ở những cái cửa hàng và những cái máy bán hàng tự động ấy, những cái cốc cà phê mà không biết là các bạn đi thì các bạn có thể cái máy bán hàng tự động người ta có những cái cốc cà phê nhỏ nhỏ như này, thì 1 đô này các bạn có thể rút được 2 cốc cà phê hoặc là 2 cốc nước đá gì đấy. Mọi người thấy tiền Singapore mặc dù là cái mệnh giá cao nhưng mà chi tiêu thì rất chi là khá khá tốn kém đúng không? 1 đô, 1 đô thì ngày trước thì Singapore người ta có 1 đô bằng bằng một cái polymer này, nhưng mà bây giờ thì người ta đổi sang 1 đô bằng cái tiền xu này rồi. Tiếp đến thì sẽ là ô cái đồng 50 cent của mình thôi rồi. Ở đây. Cái 50 cent thì nó hơi màu bạc bạc một chút. Chán thì cái quay bằng điện thoại nó cứ bị ngược màn hình thế. À, cái tờ 50 cent này. 50 cent thì vừa mình chia sẻ là 50 cent các bạn có thể rút được một cốc cà phê, nhưng mà cốc cà phê ở cái máy máy bán hàng tự động ấy, chứ không phải cốc cà phê ở các cái tiệm nước đâu. Các tiệm nước thì chắc chắn bạn không mua được một cốc cà phê với 50 cent này. 50 cent tương đương với 8.500 đồng tiền Việt Nam mình. Tiền Singapore thì hầu như là nó có rất nhiều mệnh giá từ 5 sen, thực ra nó có cả cả tờ 1 sen á, có cả một cái đồng tiền xu 1 sen đó, nhưng ở đây mình không có. Từ 5 sen cho đến là 1.000 đô. Mình thì mình chưa nhìn thấy cái tờ 1.000 đô bằng polymer bao giờ. Nó sẽ chắc chắn nó sẽ màu nó sẽ đẹp hơn là cái tờ này. Đây là tờ 100 đô, còn tờ 1.000 đô thì chắc chắn màu nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đây là tờ 20 sen. Cũng màu bạc bạc giống như tờ 50 sen vừa rồi mình có chia sẻ. 20 sen này thì hầu như là không không thể mua được cái gì hết. 20 sen này chỉ để dùng cho mình thanh toán những cái tờ lẻ, ví dụ như mình đi siêu thị ấy, mình đi siêu thị những cái hàng của người ta gắn mác là ví dụ 10 đô 20 sen hoặc là 5 đô 20 sen thì mình có thể dùng cái này để mình trả lại. Vậy là mình chỉ trao đổi lại thôi, chứ mình hầu như là mình có thể chi tiêu được, nhưng mà mình sẽ phải góp vào thành hai tờ 20 và một tờ 10 sen thì mình có thể rút được một cốc cà phê. Tiếp đến là một đồng tiền sen 10, một đồng tiền xu 10 sen. Cái này thì những cái tiền xu này người ta sẽ gọi bằng sen hết. Đây là 10 sen. 10 sen này như vừa rồi mình chia sẻ 20 sen và 10 sen, và 5 sen thì mình chỉ để dùng để chi tiêu vào những cái việc để mình trả lại cho người ta, trả lại cái tiền thừa cho người ta thôi. Và cuối cùng thì là tờ 5 sen. Đẹp tí xíu à, màu mạ vàng rất đẹp. Màu này sẽ đẹp hơn là cái màu tầm cái tầm 1 đô của mình đâu này. Màu này sẽ đẹp hơn là cái tờ 1 đô này. Cái giá trị thì nó thấp hơn rất nhiều nhưng cái màu của nó đẹp hơn. Đây là tờ giá trị bé nhất của Singapore, 5 sen. Thực ra nó sẽ có tờ 1 sen đó, nhưng mà mình ở đây mình có tờ 1 sen, cái tờ 5 sen. Màu vàng óng ánh rất là đẹp. À,
Thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho mọi người về cái mệnh giá tiền tệ đang lưu hành ở Singapore hiện tại bây giờ. Nó sẽ có mệnh giá từ 1 sen cho đến là 100 đô cho đến là 1.000 đô. Tờ 1.000 đô thì rất là đẹp. Và ví dụ như các bạn lao động các bạn sang làm vào Singapore, nếu mà các bạn lương cao thì các bạn có thể kiếm được hơn 2 tờ 1.000, tức là 2.000 hơn. Đó là những cái bạn mà lương cao lắm ấy, thì các bạn sẽ kiếm được như vậy. Đây, mình sẽ cho mọi người xem một loạt lại cái tổng cộng các cái mệnh giá 100 đô, 50 đô, đây mình sẽ phải xếp lại hết. Trăm đô, 50 đô, 10 đô, 5 đô và 2 đô. Và những cái tờ tổng tiền xu kia nữa. Ok, vậy thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho mọi người tất cả các mệnh giá về đồng tiền đang lưu hành của Singapore. Và mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và lắng nghe và xem video của mình. Và mình mong rằng những cái lần mình ra cái video mới thì sẽ được mọi người đón xem, ủng hộ nhiều hơn, là mình có thêm cái động lực để mình ra những cái video. Tất cả cái video của mình quay lên và mình dựng lên thì đều là những cái video cuộc sống thường ngày của mình, đều là những cái video thật 100% của mình, từ những cái cuộc sống hàng ngày của mình để mình quay lại video, ghi hình lại video, cũng là cái để cái lưu lại cái kỷ niệm của mình và chia sẻ cho mọi người xem, để mọi người biết sơ qua về cái cuộc sống và cũng như là cái công việc hàng ngày ở Singapore của một người lao động như thế nào. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn theo dõi và luôn luôn xem cái video của mình. Và mình mong rằng nếu mà các bạn thấy video có ích và các bạn muốn xem thêm những cái video nữa của mình quay tại Singapore, các bạn muốn xem thêm miễn phí 100% thì các bạn có thể đăng ký kênh Phạm Danny Vlog Cuộc Sống Singapore, và các bạn có thể đăng ký và các bạn nhấn vào biểu tượng chuông để mỗi khi mình ra video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn tới để các bạn xem. Và nếu mà các bạn thấy video này hay và bổ ích thì các bạn có thể chia sẻ đến những cái Facebook hoặc là Zalo hoặc là Star hoặc là những cái trang mạng cá nhân nào đó. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video mới. Xin chào tạm biệt mọi người.